Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là thứ tư, ngày 19 tháng 6, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là chị Bùm Bùm cũng có chia sẻ một cái bài viết á, là nói về mẹ con của cô cháu gái này nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị là cô cháu gái cũng có là đăng tải một cái bài viết á, là xúc phạm đến chị Bùm Bùm và chị Loan nha cô chú. Cho nên á, là chị Bùm Bùm cũng có là chia sẻ một cái bài viết á, là đáp trả lại mẹ con của cô cháu gái này. Thì cái bài viết với cái nội dung là như sau, em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe nha. Từ bài viết hôm qua của em đã phát hiện cách thờ cúng mới nên cắm ấn chỉ thẳng lên bài vị của người mới mất, để trên bàn vong để xua đuổi ma vĩ. Vậy người mới mất là gì? Mà đuổi thì là đuổi ai? Rồi cuối cùng ai là người bị đuổi? Lúc chị mớm đem đi thì rần rần lên, tao thỉnh mấy chục triệu về mà sao bỏ đi? Giờ thì tạm thời mất trí, nói là được tặng, đúng là lưỡi không xương, nhiều đường lách léo nể. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của chị Bùm Bùm, thì cũng nói về mẹ con của cô cháu gái nha cô chú. Rồi phía dưới cái bài viết này cô chú anh chị là chị Loan cũng có là comment, thì em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Có tặc nhọt lên đính chính được tặng rồi tự lạy, ông tôi ở bụi này ai kêu tên đâu mà sao nhích dữ vậy. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái comment của chị Loan, thì cũng comment trong cái bài viết của chị Bùm Bùm nha cô chú. Thì phải nói rằng cô chú anh chị là hiện tại bây giờ là cái cô cháu gái khác họ này nó cũng lên một cái bài viết là nó nói về chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm. Nó nói rằng là cái lúc trước mà trong cái ngày 49 ngày, cái ngày cúng cố nghệ sĩ của cô chú là mẹ của cô Sáu, thì thỉnh những cái chư vị về đỡ trên bàn vong của cố nghệ sĩ đỡ cúng nha cô chú. Và trong lúc đó là cũng có những cái lá bùa cô chú anh chị. Thì chị Loan thấy như vậy là chị Loan rất là sợ. Đó là sợ mẹ con của cô Sáu này là có cái ý đồ không tốt với cố nghệ sĩ nha cô chú. Thì chị Loan cũng đem bỏ đi. Rồi cái bà cô Sáu này là bà bức xúc chị Loan. Bà cũng lên tiếng, bà nói rằng là bà thỉnh mấy chục triệu về đỡ là bà đỡ trên bàn vong của cố nghệ sĩ, rồi bà cúng đồ này kia. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ cô chú, sau khi mà chị Bùm Bùm lên cái bài viết mà hồi tối đêm hôm á cô chú, thì ngược lại cái cô cháu gái này nó nói rằng là được tặng cô chú. Đó, rất là vô lý luôn. Cái hồi đầu thì mẹ cô Sáu nói rằng là thỉnh về, mà giờ này là cô cháu gái nói là của khán giả tặng. Rất là vô lý luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cái điều đặc biệt chị Bùm Bùm nói á cô chú, là người mới mất mà tại sao lại thỉnh những cái người ông đó về rồi bỏ trên bàn vong, rồi kèm theo những cái lá bùa đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Là trong lúc đó là chị Loan rất là sợ luôn cô chú anh chị. Đó thì chị Bùm Bùm cũng có chia sẻ một cái bài viết hồi tối ngày hôm qua rồi, là chị Loan cũng lên tiếng là kêu chị Bùm Bùm về ở cùng với chị Loan, chứ một mình chị Loan thì rất là sợ cô chú anh chị. Cho nên là chị Bùm Bùm cũng về cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này sống với chị Loan cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ nha cô chú. Phải nói rằng cô chú anh chị là mẹ con của cô cháu gái này là ăn nhờ ở đậu, mà phải nói rằng là nó làm cái này nó làm cái kia các kiểu luôn cô chú, đến nỗi mà cố nghệ sĩ phải lâm bệnh rồi mất đi cô chú anh chị. Rồi chẳng những là như vậy luôn cô chú, cố nghệ sĩ rất là linh thiêng luôn. Đó, rồi cũng báo mộng cho má Tư Vắt Thanh nha cô chú anh chị. Trong lúc đó là má Tư cùng với chị Loan là đi mua một cái bàn thờ thần tài ông địa mới á cô chú, rồi về thay cái bàn thờ ông địa cũ. Nhưng mà cuối cùng là dời cái bàn thờ ông địa cũ đi cô chú, là bên dưới đó có một cái lá bùa nha cô chú anh chị. Thì trong lúc đó là mấy anh em của tụi em là cũng quay nha cô chú. Đó, phải nói rằng là mẹ con của cô cháu gái này là dùng bùa ngải trong lúc cố nghệ sĩ còn sống luôn cô chú, chứ đừng có nói rằng là cố nghệ sĩ mất rồi thì mẹ con của cô cháu gái này
bỏ những cái lá bùa cúng ở trên cái bàn quan của cố nghệ sĩ nha cô chú. Lúc cố nghệ sĩ còn sống thì mẹ con của cô cháu gái này cũng đã là bày trò làm như vậy rồi cô chú. Đến nỗi mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ cô chú anh chị, là mẹ con của cô cháu gái này là nó đã là thua rồi cô chú, cũng bị là bên tòa án Vượng Phú Nhuận á, cũng bác bỏ cái đơn kiện của cô Sáu hết đó. Rồi mẹ con của cô cháu gái này nó không có bỏ cái ý định cô chú anh chị, nó biết rằng á, là nó đã thua rồi, nhưng mà nó phải là tìm cái cách này cách kia để nó nhằm mục đích á, là nó làm cho chị Loan phải là gặp cái này gặp cái kia cô chú anh chị. Như cách đây vài ngày á, cô chú, là mẹ con của cô cháu gái này cũng về ở dưới Cà Mau á, là cũng bị bà con ở dưới Cà Mau cô chú thì cũng phát hiện, thì cũng bắt gặp ở dưới đó. Thì mẹ con của cô cháu gái này mà đi về dưới đó là có cái ý định á, là không tốt với chị Loan, cho nên là về dưới đó tìm kiếm cái này kiếm cái kia nữa, nhằm cái mục đích á, là làm cho chị Loan phải gặp cái này gặp cái kia nha cô chú. Rồi cũng được bà con ở dưới đó gọi điện lên cho mấy anh em của tụi em á cô chú, thì tụi em cũng vào báo cho chị Loan, để cho chị Loan là cảnh giác với lại là mẹ con của cô cháu gái này nha cô chú. Thì sắp sửa là ra tòa rồi á cô chú. Phải nói rằng á, là cũng sắp kết thúc cái drama của chị Hồng Loan rồi. Cũng mong rằng á, là đến cái ngày ra tòa này, chị Loan cũng sẽ là thành công lấy lại cái bản viên BH của cố nghệ sĩ. Rồi sau này tiếp tục ra tòa nữa, là cũng mong rằng chị Loan luôn luôn là dành những cái thắng lợi để cho mẹ con của cô cháu gái này đến dọn hết tất cả những cái số đồ mà còn bỏ lại trong nhà chị Loan mà trong một năm vừa rồi cô chú. Đó, như cái tủ lạnh này, rồi bên ban công, rồi những cái số đồ ở bên ban công á, phải nói hiện tại bây giờ nó mục nát hết luôn cô chú. Cái này không còn là kêu đồ nữa cô chú anh chị, mà kêu rằng là những cái rác thôi. Đó là chờ cái ngày mà ra tòa xử xong á cô chú, thì chị Loan cũng sẽ là vứt những cái đó xuống để cho xì rác đến lấy đi nha cô chú, chứ không có thể nào mà bỏ trên ban công kéo dài thời gian như vậy được cô chú. Đó, phía trước là đồ của cô cháu gái cô chú, phải nói rằng là mưa gió nó mục nát rồi, nó rớt xuống ở dưới đường á. Đó, đến nỗi mà làng xóm cũng rất là bức xúc về cái đồ của mẹ con của cô cháu gái này bỏ tại nhà chị Hồng Loan luôn cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết về cái bản mặt của mẹ con của cô cháu gái đến thời điểm hiện tại bây giờ nha cô, như thế nào nha cô chú. Đó thì vừa rồi là chị Bùm Bùm cũng có chia sẻ một cái bài viết là nói thẳng mặt mẹ con của cô cháu gái rồi. Và phải nói rằng cô chú, là cô cháu gái này hiện tại bây giờ nó luôn luôn là bày trò để nó nhằm cái mục đích đó, là nó phải làm cho chị Loan gặp cái này gặp cái kia nha cô chú. Dạ tôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.